sử dụng một pin để đưa bạn chơi khoa học. Tai pin của nam châm hiếm ở cả hai đầu vào cuộn dây đồng. Bạn đã tạo ra một đoàn tàu nhỏ có thể tự chạy. Quấn dây đồng vào ốc vít. Sau đó kết nối với cực dương và cực âm của pin. Ông đã tạo ra nam châm điện. Hai nam châm cộng với một tờ giấy. Đặt một cái ốc vít trên đó. Sau khi kết nối pin và nam châm bằng dây đồng, bạn đã làm quạt điện. Cắt giấy gói kẹo cao su thành những gì trong video. Kết nối cực dương và cực âm của pin, ông đã làm bật lửa. Hút một vài nam châm ở dưới cùng của pin. Đặt một cuộn dây đồng trên đó, ông đã chế tạo động cơ xe điện. Kết nối hai ghim riêng biệt với một pin số 1. Đặt nam châm lên pin. Chỉ cần đặt cuộn dây đồng lên ghim, bạn lại là máy nướng thịt. Khoa học thay đổi. Tại sao không cùng trẻ thử nghiệm một lần? Hãy để nhiều thí nghiệm khoa học nhỏ hơn kích thích mong muốn khám phá của trẻ.